Ngày 30 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, chủ tịch hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần đầu tư LDG về tội lừa dối khách hàng quy định tại điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 theo phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trước đó, ngày 21 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trà Bơm, tỉnh Đồng Nai. Liên quan vụ án, công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố các bị can khác cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.